bật mí cách nhận biết túi SMS thật giả chuẩn xác nhất là một người tiêu dùng thông thái nếu để ý kỹ bạn sẽ biết cách nhận biết túi SMS thật giả Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều này bài viết sau shop xin chia sẻ tới các bạn những cách nhận biết túi SMS thật giả chuẩn xác nhất mà lại cực đơn để ai cũng có thể hiểu rõ và tham khảo tích lũy kiến thức cho mình một nghiên cứu đăng trên bá canter cho thấy có tới 90% túi sách SMS bán trên thị trường không phải hàng chính hãng và cách nhận biết túi SMS thật giả không phải ai biết cũng có thể làm được. Đây là điều đáng lo ngại cho bất kỳ ai muốn sở hữu chiếc túi đắt đỏ này. Trên eBay có rất nhiều người giao bán túi sách Hermes với giá thấp hơn đến 50% và có thể mặc cả, nhưng các chuyên gia đều nhận định rằng đó là hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc. Cái nôi của đồ giả, mặc dù ra làm ra túi sách đó cũng là da cá sấu non đặt từ Mỹ như SMS dù biết như vậy nhưng không ít quý bà quý cô vẫn chấp nhận bỏ tiền ra mua vì không thể chờ được danh sách đợi lâu nhất thế giới của túi sách Hermes Birkin. 6 năm, để được sở hữu một chiếc thật sự, sau đây với một số mẹo có thể giúp chị em chọn lựa được túi sách Hermes thật và giả. Kiểm tra dáng túi, dù có kích cỡ lớn hay nhỏ, thì những chiếc túi Hermes chính hiệu đều rất đứng dáng, phẳng phiu, không có nếp gấp, không bị đổ, xô lệch về một bên khi đặt xuống nền phẳng, túi Hermes chính hiệu đều rất đứng dáng, phẳng phiu, không có nếp gấp kiểm tra đường khâu mũi khâu của sms rất chắc thẳng và đều cho dù bạn có dùng những cây kim lớn để khều một mũi chỉ nó cũng không bị bung ngoài ra các túi thật có một đường viền nhỏ thụt vào ở trên các đường may trong khi đó chiếc túi giả lại không có các con dấu trên túi thật trông sạch sẽ và thống nhất liền lạc mũi khâu của sms giả lệch lạc không thẳng hàng mũi khâu của sms birkin rất chắc thẳng và đều kiểm tra các phụ kiện bằng kim loại ở túi sms birkin thật khóa móc chìa khóa đều được thiết kế đặc ruột trong khi các sản phẩm làm giả thường làm rỗng, ở túi Hermes Birkin thật khóa, móc, chìa khóa, đều được thiết kế đặc ruột, sản phẩm làm giả thường làm rỗng. Kiểm tra nhãn hiệu, dòng chữ SMS Paris, Made in France được in bên trong túi, ngay ngắn, rõ ràng, là dấu hiệu để phân biệt những chiếc túi thật và giả. Hàng fake sẽ không có được dòng chữ đúng kích cỡ, phông chữ và màu sắc chuẩn như hàng thật, dòng chữ SMS Paris, Made in France được in bên trong túi. Ngay ngắn, rõ ràng, hàng phách sẽ không có được dòng chữ đúng kích cỡ, phông chữ và màu sắc chuẩn. Bảng mã ngày của SMS mỗi năm một túi SMS đã được thực hiện được đại diện bởi một chữ cái. SMS sử dụng các biểu tượng hình học để giải mã chu kỳ bảng chữ cái AN Frame with A Square, 1997, 2010 An đóng khung với một hình vuông, 1997, 2010 AZ Frame with A Circle, 1971.

1970, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24 phần 7 giúp các bạn tìm được sản phẩm ưng ý, gửi yêu cầu shop Nhật Việt theo 4 cách để shop báo giá và order, gửi link vào mail ssopnsatviet.com a.gmail.com, chat Facebook với shop theo link sau, fb.com gạch chéo oadiasangnsatban, đặt hàng online tại ssopnsatviet.com gạch chéo datsang, gọi điện cho shop qua hotline 0 0983-1315.28 hoặc chat Viber, Zalo kể từ năm 2010 đến nay shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng sách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ 0983-1315.28 để được tư vấn trực tiếp, mua hàng Nhật sách tay, hàng Nhật nội địa giá rẻ giao hàng miễn phí.